Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. 5 tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư đã được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tổng thể và nghiên cứu đầu tư nâng cấp có dự án khởi công trong năm nay. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư có hạn, còn nhu cầu lưu thông rất lớn, một số tuyến cao tốc được áp dụng hình thức phân kỳ đầu tư với quy mô 2 hoặc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp. Tình trạng này đã gây ra những bất cập hạn chế, trong đó có nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải đã có những đánh giá tổng thể và nghiên cứu đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay các tuyến cao tốc 2, 4 làn xe đều đã được nghiên cứu đề xuất mở rộng. Cụ thể, đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, phương án nâng cấp đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh cần khoảng 3.011 tỷ đồng. Phương án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 4 và dự kiến khởi công trong năm 2024, cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho rằng, việc mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe là phù hợp. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần khớp nối toàn tuyến cao tốc từ Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tạo thành mạng lưới giao thông huyết mạch, liên hoàn, giảm tải cho quốc lộ 1, phá thế độc đạo của tuyến đường bộ qua hầm Hải Vân. Đoạn cam lộ La Sơn dài 98 km, phương án nâng cấp đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cần khoảng 7.000 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 với quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, không có giải phân cách cứng ở giữa. Thời gian qua, tuyến đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn dài 15 km, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư mở rộng đạt quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 1.875 tỷ đồng, dự kiến khởi công dự án trong năm 2025, cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình, sau khi được phê duyệt dự án, các đơn vị chức năng đang tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào tháng 11 tới đây. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Đồng thời, dự án góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, phát triển đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn chỉnh, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đạt quy mô 6 làn xe kết hợp với nâng cấp đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đạt quy mô 8 làn xe theo phương thức PPP. Đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình dài 26 km. Từ tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu. Phương án đầu tư nâng cấp đạt quy mô 6 làn xe theo phương thức PPP. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7.950 tỷ đồng. Hải Phòng là đô thị có lịch sử truyền thống gắn với quá trình xây dựng và phát triển lâu đời, là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng. Nghị quyết số 45 NQTU ngày 24 tháng 1 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định việc mở rộng không gian đô thị của thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt của Hải Phòng từ 74-76%, đất xây dựng đô thị chiếm 34-35%, tổng diện tích đất tự nhiên đô thị trung tâm được mở rộng sang khu vực huyện Kiến Thụy, thành lập quận Kiến Thụy. Đồng thời phát triển 4 đô thị gồm các thị trấn An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Bà, đạt tiêu chí đô thị loại 4, 6 đô thị như Xuân Đám, Phủ Long, huyện Cát Hải, Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo và đô thị Trường Sơn, huyện An Lão là đô thị loại 5. Đặc biệt, đến năm 2030, huyện Kiến Thụy sẽ được nâng cấp thành đơn vị hành chính cấp quận thuộc thành phố Hải Phòng,
nơi đây sẽ hình thành không gian kinh tế, khu công nghiệp tại một số khu vực, phát triển các ngành dịch vụ, nhất là logistics và các ngành công nghiệp trên cơ sở khai thác tuyến đường, ven biển và các công trình giao thông cấp quốc gia được quy hoạch trên địa bàn Kiến Thụy. Hiện nay, mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hải Phòng có tỷ lệ đô thị hóa đạt 60-70%, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31-32%, thành lập quận An Dương và thành phố Thủy Nguyên bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên. Thành phố Hải Phòng đang thực hiện lộ trình nâng cấp huyện An Dương thành quận, phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị hóa. An Dương sẽ trở thành trung tâm động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, dịch vụ trọng tâm là du lịch, logistics và lưu trú. Còn Thủy Nguyên bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên đã được xây dựng thành đô thị loại 3 trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là khu đô thị mới gắn với trung tâm chính trị hành chính của Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, tài chính, du lịch văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục, trung tâm nghề cá cấp vùng, trọng điểm phát triển công nghiệp hiện đại, thông minh bền vững, động lực phát triển kinh tế biển. Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố Hải Phòng đã đầu tư xây dựng mới, phát triển thành phố trở thành một trong các thành phố đáng sống, văn minh hiện đại, xứng tầm là đô thị loại 1 cấp quốc gia. Công cuộc cải tạo chỉnh trang và tái thiết đô thị, cải tạo các khu vực dân cư đô thị hiện hữu, khu vực dân cư đô thị hóa cũng là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của thành phố. Không chỉ tập trung mở rộng không gian đô thị của thành phố, việc nâng cấp cải tạo đô thị cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 205 chung cư cũ, trong đó đã hoàn thành đầu tư xây dựng 7 tòa chung cư mới trên nền hiện trạng khoảng 31 chung cư cũ và hiện đang tiếp tục hoàn thiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ theo quy định. Việc tăng hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tối ưu hóa công tác vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đơn vị thi công vừa tổ chức khởi công công trình chỉnh trang, nâng cấp trục đường Thùy Vân thuộc các phường 2, 8 và Thắng Tam. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ là điểm nhấn thu hút du lịch của thành phố. Toàn bộ trục đường nằm trên khu đất 28 ha, khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu sẽ được đầu tư nhiều hạng mục hạ tầng, công viên, dịch vụ với mức đầu tư 1.094 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Cụ thể là cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân gồm xây dựng công viên Thùy Vân khoảng 19,21 ha, cải tạo một số hạng mục trong công viên bãi sau hiện hữu với diện tích khoảng 2,15 ha, cải tạo khu cột cờ thành khu đặt tượng cá ông mới. Bên cạnh đó còn mở rộng lối đi trong công viên, mở rộng đường xe đạp, trạm dịch vụ công cộng hiện hữu và xây mới một trạm dịch vụ công cộng lát sân xung quanh. Ngoài ra, địa phương còn xây mới toàn bộ công viên ven biển với diện tích khoảng 17 ha, từ khu du lịch san hô xanh đến đường Nguyễn An Ninh và nhiều hạng mục phục vụ công cộng khác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2025, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025, 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 8, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Vũ Hoàng Thành cho biết thêm. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động phong trào thi đua cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vận hành chính thức cuối năm 2024. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại tiến độ dự án đạt hơn 98%, cơ bản hoàn thành việc thi công, lắp đặt thiết bị trên hiện trường, đào tạo lái tàu và nhân viên vận hành. Đơn vị cũng phát động phong trào thi đua cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyến metro số 1 khai thác trong năm 2024. Hiện công tác thi công hiện trường tuyến metro số 1 cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một vài hạng mục nhỏ đang được các nhà thầu thi công dự kiến đến ngày 31 tháng 10 hoàn thành lắp đặt thiết bị. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai song song các công việc như nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, đánh giá an toàn hệ thống, chạy thử, đăng kiểm, hội đồng nhà nước nghiệm thu.
Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km từ Depot, Long Bình, Thủ Đức đến Bến Thành quận 1. Ngoài 11 ga trên cao, tuyến còn 3 ga ngầm ở trung tâm thành phố gồm Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son. Dự án Metro số 1 được khởi công vào tháng 8 năm 2012. Sau hơn 10 năm khởi công, toàn dự án đã hoàn thành 98% khối lượng, nhưng đang gặp nhiều vướng mắc do tranh chấp, đòi chi phí phát sinh gần 4.000 tỷ đồng, bất đồng quan điểm từ nhà thầu.